Sư có nghe qua câu này chưa? Sư có thể giải thích Dạ. cho con hiểu về câu Yeah. ý pháp phúc nghiệp không? Vì con có chị bạn nói về câu này và cũng giải thích rồi, nhưng con chưa hiểu lắm, con cảm ơn sư. Sẵn đây nè, đây nè, đây nè. Từ 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 đây. Cho vô cái nháy ha. Cái này là sư mới mới thì nó tìm ra à, mới mới đăng cho nên nó ra câu hỏi của sư chuẩn bị đâu có gì thấy đó đó, search trên Google đó, search trên Google đó nha. Không có nghĩa là câu này có gì chế ra hay sao đấy, tức là bây giờ hỏi lại cái người Tôi nghe mà có phúc hạnh chứ không có phúc. hỏi lại cái người đó đó à, là họ họ chế đó. Đấy chưa? Giờ giờ À, tìm ở trên mạng không ra. nghe phúc hạnh chứ nó chưa nghe. Thành ra là thôi, chừng nào quý vị tìm được cái câu đó nằm ở chỗ nào được quý vị nói cho sư biết ha, coi như sư cứ Nói qua câu rồi này đi. chết.